Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Arsenal và câu lạc bộ Brentford. Đây là trận đấu thuộc vòng 28 giải ngoại hạng Anh và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 rạng sáng ngày 10 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Arsenal sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Brentford với mức kèo là 1,75, mức kèo cũng có thể tăng 2 trái và hạ xuống còn 1,5, mức tài xỉu là 3,25, 3 trái và 3,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần đối đầu gần nhất của Arsenal và Brentford thì Arsenal đang bất bại trước Brentford với 4 trận thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Arsenal, Arsenal thắng 4 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Brentford, Brentford thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Arsenal chấp 1,75 nhé. Hoặc là bạn nào an toàn hơn, bạc hơi thấp, lựa mức kèo phụ Arsenal chấp 1,5 thôi. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao, nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Brentford thì Arsenal đang được đánh giá là nhỉnh hơn Brentford về mọi mặt. Thứ hai nữa thì trận này Arsenal có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Arsenal họ cũng còn đang vượt trội hơn nhiều so với Brentford nữa. Những lần tiếp đón Brentford trên sân nhà trước đây thì mình thấy đa phần Arsenal đều tận dụng được tốt điểm tựa sân nhà của mình để có chiến thắng trước Brentford. Và ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà mà gặp lại Brentford đang mất phong độ thảm hại như thế này thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Arsenal có thêm một chiến thắng nữa. Với lực lượng hầu như là đầy đủ ở trận này cộng với phong độ đang cực kỳ ổn định thì với mức kèo này mình dự đoán là Arsenal đá sân nhà thì họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Arsenal chấp nha. Mức tài xỉu là 3,25, 3,5 và 3 trái. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội thì thường mình thấy cũng không nhiều bàn thắng. Giả lại Brentford mặc dù trận đấu này họ không được đánh giá cao, tuy nhiên thì cái lối đá của Brentford á, thì họ đá cũng rất khó chịu. Trận đấu này nhiều khả năng là Brentford họ cũng sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho Arsenal. Có thể là Arsenal họ chỉ thắng được kèo trên mà thôi. Dự đoán sẽ là 2-0 hoặc dự lắm là 3-0 nghiêng về cho Arsenal trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3,25 hoặc là 3,5 nhé. Hoặc là các bạn có thể là đá nhẹ cái xỉu ngay từ đầu thôi. Khi nào đâm một bàn rồi tài xỉu hơn 3 trái thì lúc đó các bạn hãy nên vào xỉu theo ý muốn của các bạn. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,5. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ ổn định hơn thì hiệp 1 Arsenal họ sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Arsenal chấp nha và đá xỉu 1,5. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Arsenal và xỉu. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.